tại chỗ kia. Ủa sao kỳ ta, alo. Sao bà ấy tự nhiên nó ngứt ngứt đoạn không thấy được. Dạ con xin đọc lại đi. Kinh Tiểu Bộ chương 3 Ba Pháp, phẩm 5 bài 99 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng một Bà La Môn có ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy, chỉ người này bập bẹ nói lên. Và này các tỳ kheo, thế nào là ta tuyên bố rằng một Bà La Môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy, chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nhớ đến người đời quá khứ, ví như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hội kiếp, nhiều thành hội kiếp. Vị ấy nhớ rằng, ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nhớ đến người đời quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 1 năm đời, 200 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều ngàn kiếp, gọi kiếp, thành hội kiếp. Vị ấy nhớ rằng, dạ thấy hết bài rồi, buổi sáng không lên bài nữa, tới đó là hết rồi đó Huynh. Dạ. Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được an sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Dạ xin bài tiếp chị Đông ạ. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy tỳ kheo nhớ đến nhiều đời, như vậy tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nát đại cương và các chi tiết. Đây là minh thứ nhất. Vị ấy chứng đạt vô minh diệt, minh sanh tối diệt ánh sáng, sáng sanh do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Lại nữa, các tỳ kheo với thiên nhãn nhãn thuần thịnh thiêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Các vị chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, về lời, về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ ngục. Còn những vị
Chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiên thú, thiên giới, cõi này, cõi đời này, như vậy với thiên nhãn thuần thịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng sanh, của chúng. Đây là minh thứ hai. Vị ấy chứng đạt vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh. Do vị ấy sống không phóng dật, diệt tâm, tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đắc và an trú vô lậu tâm, giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là minh thứ ba, vị ấy chứng đạt vô minh diệt, minh sanh. Tối tâm diệt, ánh sáng sanh, do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng một Bà La Môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy, chỉ vì người này bập bẹ nối lên. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói lên, ai biết được đời trước với thiên giới đọa xứ, người ấy ta tuyên bố là vị Bà La Môn, chứ không phải ai khác, chỉ mở tám miệng bập bẹ. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ, vị ấy đạt sanh thật là bậc ẩn sĩ, đã thành tựu thắng trí ba minh này. Thành tựu là phạm chí ba minh, ta gọi vị như vậy chính là bậc ba minh, chứ không phải ai khác. Do nói lời bập bẹ, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và ta được được nghe. Dạ dạ xong rồi. Dạ kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ em Dương biết được chị Nhật Đông nha. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Thượng Tọa Pháp Tăng, cùng Chư Tôn Đức Chư Vị trong Đạo Tràng. Cảm ơn chị Nhật Đông, chị Quang Nguyệt cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ Ý Kiến Nhất Tá Cá, chương 3, Ba Pháp, phẩm 5, bài 99 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng một Bà La Môn có được ba minh, một cánh đúc pháp, không phải người nào khác được gọi vậy, chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Và này các tỳ kheo, thế nào là ta tuyên bố rằng một Bà La Môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy, chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nhớ đến người đời quá khứ, ví như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành hoại kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ,
Tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là minh thứ nhất, vị ấy chứng đạt vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh. Do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo với thiên nhãn thường tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. Các vị chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, về lời, về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới khỏi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. Đây là minh thứ hai, vị ấy chứng đạt vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh. Do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Lại nữa này các tỳ kheo do việc tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, để giải thoát. Đây là minh thứ ba, vị ấy chứng đạt vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh. Do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Như vậy này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng một bà la môn có được ba minh, một cánh đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy, chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến, ai biết được thời trước. Với thiên giới đọa xứ, người ấy ta tuyên bố là vị bà la môn, chứ không phải ai chỉ mở miệng bập bẹ. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, vì ấy đạt sanh diệt, thế là bậc ẩn sĩ đã thành tựu thắng tri. Ba minh này thành tựu là phẩm chí ba minh, ta gọi vị như vậy chính bậc ba minh, chớ không phải ai khác, do nói lời bập bẹ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ cảm ơn chị Cẩm Vân. À, chị Đặng Đông đã bắt bài, xin gửi mít lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Chích Trần Đạo. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn Sư Trần Đạo, Sư Trần Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tây Duyên. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn cho Khoan cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ sa thú đành thai kính cảm ơn Thích Trần Đạo, Thích Tâm Hương của tôi nữ Tề Duyên. Dạ còn vị nào là nãy lên ôn bài Nhật Bình chưa không biết, Nhật Bình xin cảm ơn tất cả quý vị đã ôn bài. Dạ trước khi con thỉnh Pháp Sư qua đọc bài mới ngày hôm nay, con xin được thông báo với quý ngài cũng như đạo tràng là cái nick Hồng Nhật Trần Facebook của con bị người ta làm giả. Không phải là người ta hack nick, mà người ta làm giả để người ta kêu gọi tiền bạc này kia. Con xin
như quý ngài và kính thưa đạo tràng, nếu có cái nick nào mời quý ngài và quý vị kết bạn thì đừng kết bạn giùm và đừng nghe tin nhắn gì hết. Lý do con gia đình con đã bị gạt rồi, và nên là thân bằng quyến thuộc đã bị gạt, con không biết. Đêm bên này 3 giờ khuya có người gọi, nên là con mới biết là từ khuya tới giờ con rất là lu bu. Nên một lần nữa con xin kính thông báo trên đạo tràng, và vị này nghe thì truyền tai với vị kia giùm, là con không bao giờ hỏi mượn tiền ai làm một việc gì hết. Dạ, nhà mời kết bạn thì đừng kết bạn, tại vì cái nick đó là nick giả, con không có cái xin kết bạn với ai hết. Dạ, dạ, là coi như là bởi vì thành ra con xin thông báo như vậy. Chút xíu mẹ gọi lại nha con. Chút xíu mẹ gọi lại, mẹ đang cầm mic. Dạ, như này người ta không hát đích mà là người ta làm một nick giả khác. Dạ, bây giờ thì thôi không làm mất thời giờ của đạo tràng, con xin kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình cùng thỉnh Pháp Sư trước khi được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, nên kính mong tất cả hãy cẩn thận, dù bất cứ cái nick nào mời mình kết bạn thì mình phải coi lại, dù đó là nick quen hay nick lạ. Tại vì chỉ giờ nó nhắn tin thế này thế kia, nhưng mà nói về vấn đề tiền bạc là không bao giờ bất cứ người nào không có thể làm điều đó, nên kính mong tất cả. Dạ, Nhật Bình thì không có bị gì hết á, nhưng mà gia đình bị thôi. Dạ, nhưng mà để Nhật Bình xin thông báo, nhưng mà làm cho Nhật Bình rối rắm rất là nhiều. Dạ, dạ, kính mong tất cả hãy quan hỷ. Mình phải cẩn thận với tất cả các nick Facebook kêu gọi, cái nhắn tin là cái nguy hiểm nhất. Dạ, nên là mình đừng có bao giờ nhắn tin, nghe ai nhắn tin điều gì, thấy cái nhắn tin điều gì đó thì mình phải gọi điện thoại. Mà nếu mà gọi không được, tức là họ giả rồi, họ không có cầm mic là họ giả. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, kính mong tên đạo tràng, kính mời quý vị cùng đến Nhật Bình đắng tập thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập giá ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha. Giá, và trước khi con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng, và con xin phép được đọc bài chính văn ngày hôm nay. Và cảm ơn Minh Bích Tha Ná cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 4, 4 pháp. Phẩm 1, 100 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta là Bà La Môn, người được đến yêu cầu, tai luôn luôn thanh tịnh,
mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. Các thầy thật là con của ta từ miệng sanh ra, từ pháp sanh ra, từ pháp tạo thành tự pháp. Thừa tự pháp, không thừa tự tài vật. Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí: bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại phân phát này: phân phát tài vật và phân phát pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng của hai phân pháp này, tức là phân pháp pháp. Này các tỳ kheo, có hai nhiêu ích này: nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại tế tự này: tế tự tài vật và tế tự pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự pháp. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: ai tế tự chánh pháp, tế tự không sân tham, Như Lai có lòng từ đối tất cả sinh vật, bậc tối thượng như vậy giữa chư thiên loài người, chúng sanh kính lãnh lễ vị đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh hữu đến bờ, đến được bờ bên kia. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, bài chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và trước khi con dâng mít đến sư, một lần nữa con thành tâm xin quý ngài và đạo tràng quan hỷ khi có cái nick Hồng Nhật Trần. Kết bạn thì đừng kết bạn và đừng nghe tin nhắn gì trong đó hết. Đó là một cái nick giả của con. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng ngày bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết nghe rõ. Tuần vừa rồi thì chúng tôi bận công việc đi đám tang cho nên là không có dạy giảng được. Hôm nay thì ở chùa, cho nên là thời gian chúng ta có để chúng tôi giảng cái bài học hôm nay. Hôm nay đó thì chúng ta học cái qua phần bốn pháp, tức là bốn chi, pháp bốn chi. Trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Pakawantang Apikwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sakato Phagavata Thammo Thammang Nammasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhati Bano Phagavato Sawakasanko Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại, nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong bài học hôm nay là ta học qua pháp bốn chi. Thì ở đây đó chúng ta thấy cái phần chánh văn, chánh kinh thì Phật dạy: này các tỳ kheo, ta là Bà La Môn, người được
đến người được đến yêu cầu, tai luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, vô thượng sĩ, vô thượng y sĩ, chữa bệnh, y sĩ giải phẫu, các thầy thật là con của ta, từ miệng sanh ra, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không thừa tự tại vật. Đây là một cái đoạn mà chúng tôi muốn giải thích, rồi sau đó chúng tôi sẽ giảng cái hai chi pháp đầu. Kế tiếp là chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài dạy rằng là này các tỳ kheo, có hai sự bố thí tài vật và bố thí pháp. Như vậy thì trong hai cái này, Đức Phật Ngài nói đến là gì? Đó là hai cái sự lợi ích. Một là sự lợi ích về tài vật, hai là cái sự lợi ích về pháp. Thì chúng tôi sẽ giải thích cái từ này, những cái từ này liên quan đến cái bài học hôm nay. Đó là Đức Phật Ngài dạy, Ngài là một vị Bà La Môn. Bà La Môn là cái từ Pramaka, chỉ cho cái người Bà La Môn. Mà những người Bà La Môn là cái từ ở trong, đặc biệt là trong kinh điển Pali chúng ta sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói là để mà xứng danh cái gọi là Bà La Môn thì vị ấy phải là thanh tịnh, vị ấy có thân khẩu ý thanh tịnh, vị ấy được đạt được cái sự giải thoát, vân vân. Thì đó là một trong những cái từ được ví dụ như là một cái từ Bà La Môn mà Ngài xài ở trong kinh điển Bali, mà được phải nói rằng cái văn hóa Ấn Độ, nếu mà gọi là bốn giai cấp thì trong đó có giai cấp Bà La Môn. Thì ở đây là Bà La Môn theo Phật giáo định nghĩa là một cái vị thanh tịnh, một cái vị thanh tịnh đã đạt được cái sự tu tập của mình nhất định. Bây giờ nói là được người đến để yêu cầu, được người được đến để yêu cầu, người được đến để yêu cầu, có nghĩa là ở đây đó là chúng ta hiểu rằng cái việc mà chúng ta được nghe, được nghe một cái sự thỉnh cầu từ nơi chúng ta, được Đức Phật Ngài Ngài đã đáp lại, đáp lại giống như Phạm Thiên Sa Hâm Bá Tý thỉnh Đức Phật để thuyết pháp độ đời. Và ở trong các cái hội chúng á, thì thường là được Đức Phật, Đức Phật được những cái người như là vua chúa hay Bà La Môn hay là thứ dân gì đó thỉnh Ngài đến để mà thuyết pháp ở trong các cái đạo tràng. Đó là được cái sự yêu cầu. Cái thứ hai là tay luôn luôn thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta hiểu là cái bàn tay không có làm tổn thương, giống như là trong kinh Pháp Cú nói rằng bàn tay không đẫm máu, có nghĩa là không làm tổn hại, tổn thương bất cứ sinh vật nào. Mang thân cuối cùng, Đức Phật Ngài cũng biết đó là ngay cả lúc mà Ngài ra đời, khi mà Bồ Tát Ngài ra đời trong kiếp chót, thì cũng tay chỉ trời, tay chỉ đất, rồi Ngài mới tuyên bố dõng dạc rằng là ta là tối thượng, ta là tối thắng, ta là bậc tối tôn, kiếp này là kiếp chót, vân vân. Như vậy thì Đức Phật xác định là Ngài là một cái thân này cũng là một cái thân cuối cùng, không còn trở lại cái trạng thái sanh tử nữa. Và ở đây đã được nói rằng là vô thượng sĩ y sĩ, vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu, các thầy. Thì ở đây đó, chúng ta ở trong nhiều đoạn kinh được ví Đức Thế Tôn như là một vị lương y. Lương y ở đây là lương y chữa cái tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Bởi vì tâm của chúng sanh thì nhiễu loạn, hoặc là nhiều chất chứa nhiều cái thứ bệnh, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si gì đó. Thì Đức Phật là cái người mà giảng cái pháp, cho cái món thuốc để mà chữa cái bệnh đó, chữa cái bệnh đó cho tất cả chúng sanh. Và cuối cùng mà chúng sanh được an lạc, được giải thoát, vân vân. Rồi nói rằng là các thầy thật là con của ta,
từ miệng ta sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không tựa tự tài vật. Thì ở đây đó là chúng ta biết rằng mình tu tập đó là học theo pháp của Đức Phật. Mình là những cái người thừa tự giáo pháp. Và nếu chúng ta có cuộc đời này thì có hai cái việc bố thí. Cái việc bố thí thứ nhất là bố thí bằng vài tài vật, Amissa Pucha hay là Amissa Dana, hoặc là Thamma Dana hay là Patipati Pucha, có nghĩa là gọi là sự cúng dường bằng sự thực hành, bằng sự thực hành, hay gọi là Thamma Dana, tức là bố thí pháp. Như vậy thì ở trong kinh Trung Bộ có một cái bài kinh gọi là bài kinh thừa tự pháp. Bài kinh thừa tự pháp. Bài kinh đó, nội dung của bài kinh đó thì rất nhiều quan, nhiều cái điểm khác nhau, nhiều cái điểm. Nhưng mà trong đó có một cái câu chuyện liên quan đến cái việc thừa tự pháp hay là thừa tự tài vật. Có một lần nọ đó thì khi mà Đức Phật Ngài ở tại giảng pháp đường, thì lúc bấy giờ có hai vị tỳ kheo đi từ phương xa về, rất là đấu lã. Mà lúc đó là trễ rồi, lúc đó là hơn 12 giờ, tức là hơn đứng bóng rồi. Thì Đức Phật Ngài thấy hai vị tỳ kheo này đấu lã như vậy, cho nên là Ngài mới gọi hai tỳ kheo, hai vị tỳ kheo lại. Ngài nói ở đây là tàn thực của Như Lai, các thầy có dùng đói thì cứ dùng. Và Đức Phật còn khuyên rằng hãy là người thừa tự pháp, chứ đừng nên là người thừa tự tài vật. Thì trong đó có một cái vị tỳ kheo rất là đói mà chịu không nổi, cho nên là ăn cái tàn thực của Đức Phật, dùng cái tàn thực của Đức Phật. Mặc dù Đức Phật kêu là hai vị tỳ kheo nên dùng cái vật thực đó, nhưng mà có một vị tỳ kheo đói quá, chịu không nổi, cho nên là đành phải ăn cái món vật thực đó, tàn thực của Đức Phật. Còn vị kia nghĩ rằng thôi trễ rồi thôi, tức là không còn ăn giờ ăn nữa, thì vị đó không có dùng. Vị đó không có dùng, quyết là giữ giới, là không có làm phạm những cái điều giới mà mình đã thọ trì. Và sau đó thì Đức Phật Ngài mới nói là các thầy tỳ kheo hãy là cái người thừa tự pháp, chứ đừng nên là một cái người thừa tự tài vật. Cho nên là ở đây đó là nó liên quan đến cái câu đầu tiên mà pháp hôm nay, hay pháp đầu tiên là thừa tự pháp, chứ đừng nên thừa tự tài vật. Bây giờ đó là khi nói đến dừng này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là cuộc đời tu của chúng ta đó, thì dù vai trò cư sĩ hay là những người cư sĩ hay là các bậc xuất gia, chúng ta cũng đã và đang thực hành theo cái lời dạy của Phật. Nhưng mà có trong cuộc đời đó thì người ta có thể nói rằng không có thực á, xã hội thì người ta gọi là không có thực thì không dựt được đạo. Ý muốn nói tức là dù gì đi nữa thì cũng phải có cái cơm ăn á, no rồi đó thì mình mới có lại thể là làm được những cái việc gì đó làm. Nhưng mà trong Phật pháp á, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nói rằng chúng ta không có ăn hay là không có mặc, không có này có kia để là chúng ta tồn tại, thì cái chuyện đó không thể có. Không thể có. Vì vậy đó thì cái việc mà chúng ta còn sống trên cuộc đời này đó, thì chúng ta chịu cái tương tác của pháp hữu vi, cho nên là cái thân này nó được nuôi tồn, nuôi dưỡng và tồn tại đó, thì phải nhờ nơi các cái vật thực. Và như là trong kinh Trường Bộ á, thì có một đoạn này Đức Phật Ngài dạy rằng Sabbe Satta Aharatitika, có nghĩa là chúng sanh duy tồn do vật thực. Như vậy thì chúng ta nhìn lại bốn cái món vật thực: đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực á, thì đoàn thực là chỉ là vật chất thôi. Bốn cái phần còn lại nó thuộc về danh pháp. Nó thuộc về danh pháp, tức là xúc thực, thức thực. Ba thực còn lại đó là xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Nó liên quan đến cái danh pháp của chúng ta. Như vậy thì khi mà nói đến đoàn thực, thì những cái gì mà nuôi dưỡng cơ thể này,
nuôi dưỡng cơ thể này, các cái dưỡng tố, các cái chất vitamin để mà nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta, để mà chúng ta tồn tại. Ngay cả những cái người bệnh không ăn gì được thì truyền cái dung dịch để mà nuôi cơ thể này trong những cái lúc mà không có nạp vật thực cứng mềm vô được thì phải dùng cái nước để mà nuôi dưỡng cơ thể này. Thì cái đó cũng được gọi là đoàn thực. Nhưng mà đoàn thực đó, đó nó cũng chỉ là vật thực để nuôi cơ thể này. Cho nên nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái vật thực nó cũng rất là cần, chứ không phải là không cần. Và nếu như mà mình thừa tự pháp, thừa tự tài vật á, mình sống ở đâu cũng vậy. Thật sự là ở vừa chừng, ở vừa chừng thì cái việc tu tập của mình nó sẽ tốt. Tuy rằng như vậy đó thì quý vị biết rằng là một mình á, mình ở một cái nơi nào cũng vậy, có vật thực để nuôi sống. Như một thầy tỳ kheo á, Đức Phật ngài gọi là ở cái chỗ nào mà không quá xa thị thành, cũng không có gần thị thành. Bởi vì gần thị thành á, gần chợ, gần cái nơi mà sôi bồn á, thì chúng ta cũng khó mà tu, cũng khó mà tu. Nhưng mà rồi đó là nếu chúng ta ở xa cái nơi mà người ta ở quá đó, thì vị tỳ kheo không thể đi khất thực được, không thể đi khất thực, và không có vật, không có khất thực được thì không có thực phẩm để mà nuôi lấy cái bản thân này. Cho nên là mặc dù là tài vật, thí dụ như là các cái nhu yếu phẩm của chư tỳ kheo như là y phục, vật thực, trúc trú xứ và thuốc chữa bệnh á, thì phải nói rằng là cái đó là cái nhu yếu phẩm của một vị tỳ kheo. Cho nên là khi mà mình ở cái chú xứ đó, đó mà có được cái vật thực để tạm nuôi bản sống bản thân của mình, y phục hay là trú xứ, thuốc chữa bệnh á, thì cái chỗ đó cũng cần nên ở. Bởi vì chúng ta sống là để tu tập, để Đức Phật ngài dạy chúng ta là hãy kẻ thừa tự, hãy là người cái thừa tự pháp á. Là ở đây đó quý vị biết rằng mình đã là con của Phật, tạm gọi là con Phật đi, là vì mình là người con Phật, mình hướng có niềm tin đối với Tam Bảo, tin ở nơi nghiệp báo, tin ở nơi luân hồi, và chúng ta nguyện trọn đời tôn thờ Đức Phật, nguyện trọn đời tôn thờ giáo pháp, nguyện trọn đời tôn thờ tăng chúng. Để như vậy đó thì mình là cái người mà thừa tự cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là ít nhiều á, là chúng ta thừa tự cái pháp học. Trước nhất là mình thừa tự cái pháp học. Giáo điển của Phật á, thật sự ra đó, thì mình học mà mình không tu á, thì cũng chẳng có lợi ích gì nhiều. Nó cũng chỉ qua là củng cố cái tri kiến, hay hoặc là nếu chúng ta không phải là cái người mà tu tập á, chúng ta học á, mà chúng ta không tu tập á, thì nó có thể rằng làm cho chúng ta đó là cái tri kiến nó đúng đắn, cái sở hành của chúng ta nó được đúng đắn. Và như vậy đó thì cái pháp học, tức là lời dạy của Đức Phật qua Tam Tạng giáo điển đó, mình không nói là mình sẽ có thể tìm hiểu hết được, bởi vì một kho tàng Tam Tạng giáo điển rất là nhiều, rất là rộng. Cho nên là nếu chúng ta có tham khảo, chúng ta có học, thì chúng ta nên ghi nhớ và suy gẫm cái lời dạy của Đức Phật qua Tam Tạng giáo điển đó. Chúng ta nhớ gì được nhớ. Ở bên ngoài đó là học các cái kiến thức đó, là để sống ở đời này. Học cái các kiến thức này là để làm ra của cải vật chất, để nuôi sống bản thân. Nhưng mà mình học Phật pháp á, nói cách nào đó là chúng ta nuôi dưỡng cái tri kiến của mình, và đồng thời nó cũng là gián tiếp để tạo ra của cải vật chất. Chúng tôi nói như vậy thì các vị có thể nghĩ rằng tôi nói nó hơi ấy, nhưng mà đúng. Là vì sao? Nếu như một người cư sĩ hay một người Phật tử đó, mà mình sống đúng với chánh hạnh của mình, đúng với giới hạnh của mình, và mình thực hành đúng như vậy đó, giáo pháp của Đức Phật á, thì thật sự ra là mình có được tài sản, giữ được tài sản, làm có được tài sản, sẽ giữ được tài sản.
do mình có giới hạnh, rồi mình có những cái sự siêng năng, có được cái sự nỗ lực bằng những cái nghề nghiệp của mình. Rồi một vị tỳ kheo cũng vậy, do là mình thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, tức là thực hành pháp hành của Đức Phật đó, mình thực hành như vậy đó, là để rồi đó là cái chỗ nương tựa cho những cái người cư sĩ, và đồng thời đó là mình vừa tu tập cho mình và vừa là giúp cho giáo pháp được được tồn tại lâu dài nhờ một vị tỳ kheo có cái sự thực hành pháp của Phật. Như vậy thì mình học Phật pháp, rồi kế bên cạnh đó thì người Phật tử, người tu tập của mình đó, là mình thừa tự cái gì? Thừa tự nơi cái pháp hành của Phật. Nói gì thì nói, trong mọi cái hoàn cảnh, nếu như một người Phật tử mà mình một người Phật tử đó mà mình biết tu tập đó, hay là một cái vị tu sĩ mà mình biết tu tập đó, thì mình vận dụng bất cứ một cái thời gian nào, mình luôn luôn thực hành cái đời sống của mình. Giới thì mình phải thực hành rồi, trong lúc nào đi nữa thì những cái điều nhỏ nhặt hay cái điều lớn, mặc dù chúng ta không nói hết là cái diễn giới của chúng ta thanh tịnh là 100%, nhưng mà ít nhiều là chúng ta cũng được 60-70%, cũng là quý rồi. Bởi vì nhờ cái việc mà chúng ta tu tập giới rồi, chúng ta mới có thể là tìm đến cái sự an tịnh từ nội tâm qua phương pháp thực hành của mình, thiền chỉ hay là thiền quán gì đó. Bởi vì sao? Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta học Phật pháp mà chúng ta không hành thì cũng khó có cái lợi ích gì. Ít có cái lợi ích. Nhưng mà khi chúng ta đã thực hành cái lợi giáo pháp của Đức Phật đó, thì ở đó chúng ta tìm được cái nguồn an lạc từ nội tâm của mình do cái việc thực hành của mình, thực hành giới, thực hành định tuệ, hay là chúng ta thực hành thiền chỉ hoặc là thiền quán để mình trao tâm của mình, biết rằng như vậy. Nhưng mà quý vị thấy rằng là nếu một người mà thừa tự giáo pháp của Đức Phật đó, thì thật sự là cái người thừa tự đúng trong cái nghĩa là đệ tử của Đức Phật. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy như thế này: vị tỷ kheo mến pháp, trú pháp, tâm tư hàng niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Có nghĩa là mình từ ở cái niềm tin, mình mới là đi đến cái chuyện mà quý trọng cái giáo pháp của Đức Phật, rồi mình cố công, mình cố gắng thực hành cái lời dạy của Đức Phật, mến pháp, tâm tư hàng suy niệm pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Tâm mình luôn nghĩ đến pháp, tức là cả pháp học lẫn pháp hành, tâm mình luôn luôn nghĩ đến cái việc thực hành, rồi mình gắn bó với lại cái lời dạy của Đức Phật qua phương pháp thực hành đó, cho nên là mình có được cái sự an vui. Dù hoàn cảnh nào thì mình cũng không có rời bỏ cái giáo pháp này, không rời bỏ giáo pháp này. Đó là như vậy. Quý vị thấy rằng là ngày nay trong cái xã hội là do cái khuynh hướng của vật chất nó rất là nhiều. Và nếu như mà mình không khéo thì mình sẽ bị chạy theo cái vật chất. Mặc dù là chúng ta sống không có vật thực á, tài vật á, thì chúng ta không thể nào mà tồn tại cái sắc thân này. Nhưng mà nếu chúng ta chạy theo nó đó hoài đó, thì chúng ta sẽ quên cái tâm của mình, quên cái phận sự của mình, quên cái phận sự. Phận sự của mình là một người cư sĩ, phận sự của mình là một cái vị tu sĩ, mình quên cái phận sự của mình. Mà cái phận sự chính đáng á, tức là chúng ta trau dồi cái việc tu tập của cho chính mình qua phương pháp hành đó, Bởi vì khi mà mình thực hành, trong Phật giáo có các vị tổ đức có nói một cái câu là chúng ta ngoài cái khẩu giáo thì chúng ta còn có cái thân giáo. Thân giáo. Có những người đó thì người ta ít nói, nhưng mà người ta thực hành, lo chuyên tâm thực hành.
Cho nên là không phải là chỉ có cái lời nói mới là giáo dục hướng dẫn không được, mà bên cạnh đó chúng ta có cái thân hành, tức là thân giáo, là qua cái sở hành của mình cũng tạo nên cái niềm tin cho những người chung quanh của mình. Như vậy thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái một vị tỳ kheo dù một hoàn cảnh nào cũng nên là thừa tự giáo pháp, thừa tự giáo pháp. Bởi vì thừa tự tài vật á, thì có một ai đó trong cuộc đời này, người ta nói đệ tử sa môn là chỉ ham thừa tự tài vật chứ không ham thừa tự Phật. Và cả thầy lẫn trò sẽ bị người ta chê. Trong kinh có những cái đoạn như vậy, tức là sẽ thầy lẫn trò sẽ bị người ta chê cười. Như vậy thì cái việc mà khẩu giáo và thân giáo là kết hợp của một cái người tu tập của chính mình. Như vậy thì cái người thừa tự pháp ở đây là luôn luôn thực hành giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù là cái phiền não chúng ta chưa đoạn tận, nhưng mà đó cũng là một cái việc, qua cái việc thực hành giới của mình, thực hành định của mình, thực hành tuệ của mình, và mình luôn luôn trao tâm như vậy, đã góp phần giúp cho mình là thu ngắn cái dòng luân hồi của mình lại, và phiền não nó lần lượt nó sẽ tiêu dập. Quý vị thấy rằng các vị thánh đệ tử của Đức Phật đó, để mà các ngài nghe được một bài pháp của Đức Phật đó, để giác ngộ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng bao nhiêu kiếp các ngài đã tu tập rồi, đã trau dồi rồi. Từ quá khứ các ngài đã học tập rồi suy gẫm rồi thực hành, cố gắng thực hành như vậy. Và cuối cùng đó là vị đó mới đạt được cái quả vị thánh nhân khi nghe Đức Phật thuyết một bài pháp. Hay hoặc là có vị chỉ thọ nhận Đức Phật dài cái đề mục thôi, rồi bỏ vào trong cái nơi thanh vắng, tìm cái nơi thanh vắng, vị đó lo thực hành, thì chẳng bao lâu vị đó trở thành một bậc thành. Cho nên nếu mà chúng ta kết hợp cả cái tài vật, kết hợp cả cái thừa tự pháp đó, là pháp học, là pháp hành, thì chúng ta sẽ sớm muộn chúng ta sẽ thành tựu Phật thành, tức là thành tựu quả vị thánh nhân, vị thánh nhân. Như vậy thì trong hai cái điều này đó, nếu một người Phật tử, môn tử, bởi vì cái câu mà các vị tổ đức chúng ta nói là tại gia thí tài, xuất gia thí pháp, thì nói có nghĩa là ở đây nó có thể nói rằng là người cư sĩ thì mình còn làm trong công ngàn việc, mình còn tạo ra của cải vật chất, ngoài cái việc lo gia đình ra đó, cho bản thân mình đó, thì mình còn có cái là mình tích lũy một phần nào đó để rồi mình tạo phước cúng dường, thì mình cúng dường tài vật đó, nó cũng là một cái sự cao quý. Nhưng mà cái cúng dường bằng cái thực hành lời dạy của Đức Phật thì nó cao quý hơn, nó cao quý hơn. Thì bây giờ nếu như mà mình thừa hưởng tài vật đó, thì việc đó là cần cho cái đời sống của mình, bởi vì nuôi bản thân của mình, rồi nuôi bản thân cho những người chung quanh mà mình nghĩ rằng mình ơn, rồi là sau đó mình nói là tạo phước cúng dường, tạo cái phước hành trang cho chính mình, thì mình cúng dường tài vật cũng là quý, nhưng mà so với việc thực hành á, thì nó là cao quý hơn. Cho nên là chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật là chúng ta xứng đáng như là một người thừa tự giáo pháp của Đức Phật. Còn một vị tỳ kheo là một vị xuất gia đó thì lại càng hơn nữa, mình cần cái điều đó. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng khó lắm chúng ta mới gặp được cái giáo pháp này. Càng về sau này đó thì người ta càng có những cái khuynh hướng lệch lạc. Càng về sau này thì người ta lại bỏ lơ đi những cái phận sự của một cái đời sống xuất gia. Bây giờ mình cứ chạy đua theo dòng ngoài thì cái đó là những cái sự bị làm cho cái giáo pháp đó nó bị mai một. Nó bị mai một. Và người ta lại vì cái lợi, người ta có thể là vì cái danh mà người ta sẽ bỏ đi những cái lý tưởng giải thoát. Và lúc đó đó là chúng ta cứ xuôi ngược theo cái dòng đời, nó cứ trôi chảy như vậy, thì nó không phải là một cái người thừa tự mà đúng trong cái nghĩa là thừa tự pháp. Cho nên là nếu như một người đó có cái
có cái lý tưởng tu tập á, thì dù là xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng cần là hãy nên là cái thừa tự, hãy nên là một cái người thừa tự giáo pháp này. Tài vật cũng là một cái việc cần, cũng là một cái điều mà chúng ta cần. Chúng ta có thừa tự lại nhiều cái thứ, nhưng mà không bằng cái việc chúng ta thừa tự cái giáo pháp này. Bởi vì Phật pháp mà được trường tồn đó chính là nhờ những vị tăng sĩ, tu sĩ, những vị xuất gia nắm vững giáo pháp, thực hành giáo pháp. Phật pháp này được trường tồn đó là cũng phải nói là nhờ sự tu tập nắm vững giáo pháp và là thực hành giáo pháp của những người cư sĩ, chứ không phải là chỉ một. Cho nên trong có một cái đoạn kinh đó, là ngày nào mà tứ chúng còn thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn thì ngày ấy giáo pháp vẫn còn tồn tại. Cho nên cái giáo pháp này đó không phải chỉ để cho những bậc xuất gia thừa tự đâu, mà bên cạnh đó còn có những người cư sĩ chúng ta thừa tự. Bởi vì bánh pháp này, bánh xe pháp này được vận chuyển đó, được lăn đi, được chuyển đi, vận chuyển đó, thì phải nói rằng là nhờ tứ chúng. Tứ chúng là tỳ kheo, phích khú, tỳ kheo ni, phích khú ni. Phật giáo Nam truyền của chúng ta thì không còn có tỳ kheo ni nữa, nhưng mà được xem như là những người tu nữ đó, những người nữ tu đó, những tu nữ đó thì góp phần vô trong đó. Bên cạnh đó là giới cư sĩ thì có Uvasika và Uvasaka, tín nữ và thiện nam. Mình gọi tao cái từ ngày nay là tín nữ và thiện nam, nhưng mà Uvasika và Uvasaka tức là cận sự nữ và cận sự nam. Chữ Uba là gần, cho nên mình là cận. Cận sự nam và cận sự nữ. Như vậy thì giáo pháp được tồn tại đó là nhờ tứ chúng, chứ không phải là một hoặc là hai. Mà cái việc mà chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật đó, là một cái việc cúng dường cao quý nhất trong hai cái sự cúng dường Amisa Puja, là cúng dường bằng tài vật, và cúng dường thứ hai là cúng dường bằng cái sự thực hành Patipati Puja, tức là sự thực hành giáo pháp của Đức Phật là cúng dường cao thượng. Hay là trong kinh cúng dường phân biệt thí, Đức Phật này nói có bốn trường hợp. Cúng dường phân biệt thí thuộc Trung Bộ Kinh đó, thì có bốn trường hợp. Cái người thí và cái người nhận đều thanh tịnh thì phước nó cao. Có những người cho thanh tịnh nhưng mà người nhận không thanh tịnh. Có những trường hợp là người nhận thanh tịnh nhưng mà người cho không thanh tịnh. Nhưng có những trường hợp cả hai là người cho cũng không thanh tịnh mà người nhận cũng không thanh tịnh. Và trường hợp thứ tư đó là trường hợp cả người cho lẫn người nhận đều thanh tịnh thì cái phước nó thuộc hẳn hơn. Ý chúng tôi muốn nói như vậy. Cái điều thứ hai đây đó muốn nói nữa đó là Đức Phật này nói rằng có hai cái sự là bố thí tài vật và bố thí pháp. Thì như chúng tôi đã nói là Amisa Dana hay là pháp ở đây là Thamma Dana, tức là bố thí hai cái đó. Thì bố thí tài vật thì người cư sĩ quý vị thấy rằng chúng ta có được cái những cái ngôi chùa, có được cái hình ảnh của chư tăng tu tập giữ gìn thực hành lời dạy của Đức Phật, rồi có những cái ngôi chùa, cái đó là mặt nổi của chúng ta đó, cái mặt nổi của chúng ta đó. Mặc dù là chùa to Phật lớn, cao rộng rãi, bự to hoành tráng đẹp quy mô cái nào đó, nó không thể nói lên cái nó không thể nói lên cái sự tu chứng của chính mình. Nhưng mà đó cũng là một cái hình thức, cũng mặt nổi ở trong Phật pháp. Bởi Phật pháp nó đã đi vào trong xã hội thì ngôi chùa là cái nơi mà tín ngưỡng tu tập cho chư tăng ni, cho Phật, để bày tỏ cái sự tu tập, sự tín ngưỡng của những hàng cư sĩ, sự tu tập của những cái nơi của những bậc xuất gia. Cái ngôi chùa nó là một hình thức nổi. Có hai sự phát triển, một là sự phát triển bằng hình thức, hai là sự phát triển bằng nội dung. Thì cái việc mà phát triển bằng nội dung nó rất là quan trọng. Ở đây có thể nói là vai trò tu tập của những vị tu tập trong bốn chúng của chúng ta rất là quan trọng. Như vậy thì ở đây đầu tiên đó là nói đến cái bố thí tài vật. Mình có thể cúng dường các cái lễ phẩm, từ y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh, vân vân các thứ,
các thứ, thì mình bố thí cái đó đó. Sự thật ra quý vị thấy rằng mình bố thí những cái đó, mình bố thí cúng dường đến những cái vật đó. Ví dụ như mình cúng dường vật thực, rồi cúng dường y phục, kính thuộc, cúng dường thuốc chữa bệnh, hay là cúng dường cốc liêu cho chư tăng, thì cái đó cũng là cao quý, cao quý. Rồi chúng ta cúng dường các cái lễ phẩm khác nhau, thì cái đó cũng là cúng dường bằng cái sự tài vật. Bởi vì quý vị biết rằng đó là nếu mà chữ tăng tu ở đâu mà không có vật thực thì cũng khó mà tồn tại ở đó được. Cho nên là cái ngôi chùa cũng vậy, để mà có chữ tăng tu tập thì ít nhiều cái phải có những cái thực phẩm để chữ tăng ở vùng đó. Ngày xưa chúng ta thấy lần đi bát đó, Đức Phật này nói là một vị tỳ kheo không nên quá ở cái nơi thành thị, mà cũng không nên xa cái nơi thành thị, cũng không ở nơi cái chỗ đông đúc sôi bồ, bởi vì chỗ đó là chỗ mà chúng ta cũng khó tu, mà xa thành thị, xa cái nơi mà đông, cái làng xóm như vậy đó, thì chúng ta không thể mà trì bình khất thực được, không thể mà nuôi sống bản thân được. Như vậy thì mình có bố thí tài vật cũng là một cái vực cao quý. Giống như Phật dạy rằng cho ăn là cho lực, dạy trong kinh Tương Ưng á, cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng giải chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Như vậy thì ở đây đó là bố thí pháp đó. Bố thí pháp á, cái người mà cũng như trong kinh Tăng Chi nói là có năm cái hạng người khó tìm trên cuộc đời này. Đó là gì? Sự ra đời của Đức Phật, cái người mà thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật, người hiểu được giáo pháp của Đức Phật, người thực hành được giáo pháp của Đức Phật, và người tri ân và báo ân, là hạng người khó tìm trên cuộc đời này. Như vậy thì cái người mà tìm được, cái người mà cho ăn tức là cho sức lực, mình cho ai ăn á, là cái quả gọi là hữu lậu, thì đó là cái nhân để đưa mình đến là sanh ở kiếp nào mình cũng có được cái thực phẩm để ăn nuôi sống bản thân này. Nhưng mà rồi là cho mặc cũng là cho sắc, tức là mình bố thí y phục cũng là để là có cái phước để mà mình có được cái tướng đẹp, có được cái sắc đẹp, mặc dù cái điều đó nó là cũng chỉ là giả tạm thôi, nhưng mà phước hữu lậu mà. Cho nên là mình cho được những cái đó là cho được cái bố thí sắc đẹp, trong cái nghĩa tương đối hay là phước hữu lậu là như vậy. Cho xe đây chúng ta hiểu là cho cái phương tiện, giống như là chúng ta thấy trong kinh có nói rằng mình bố thí cúng dường cho một vị tỳ kheo từ xa mới đến, rồi mình bố thí cúng dường cho một vị tỳ kheo sắp sửa ra đi xa, rồi mình bố thí cho những vị tỳ kheo bệnh, mình bố thí cúng dường cho vị tỳ kheo nuôi bệnh, vân vân. Thì ở đây đó là mình cho phương tiện mà, mình giúp cho người ta được có cái phương tiện thì mình sẽ được cái sự an lạc. Rồi cho đèn, tức là hiểu là ở đây đó, ngoài cái việc hình thức, trong cái nghĩa đen là chúng ta cúng dường đèn đến Tam Bảo, Phật Pháp Tăng cho ánh sáng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta phải học Phật Pháp, phải nghe Phật Pháp, hay là in kinh cao sách chánh để chúng ta truyền đạt lại cho những người sau, cũng là nhân để tạo phước trí. Chúng ta nghe Phật Pháp cũng là nhân tạo phước trí. Thì vị đó là những vị bố thí đèn là cho mắt, tức là mắt ở đây là trí tuệ. Ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Quý vị thấy là cái bệnh xá, hay là cái tăng xá, hay là cốc liêu, cho cái chỗ đó nó là cái phương tiện. Cái phương tiện đó, cái quả mà chúng ta sẽ được đó, là chúng ta ở đâu có người lo cho chúng ta, chúng ta có những cái phương tiện cần thiết, nó không thể thiếu, không thể thiếu là do đó. Nhưng mà ai giảng giải chánh pháp là vị ấy cho bất tử. Chỉ có những người mà giảng giải chánh pháp cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta ghi nhớ, chúng ta thực hành, thì chúng ta mới thoát được sanh tử luân hồi. Thì cái đó đó, nếu chúng ta dựa vào cái bài đoạn kinh đó, cái bài kệ đó, thì chúng ta hiểu ngay là Đức Phật này nói là bố thí pháp là bố thí cao thượng. Bố thí pháp là bố thí cao thượng. Như vậy thì mình có bố thí tài vật gì đi nữa, hay là mình bố thí pháp đi nữa. Bố thí pháp ở đây các vị hiểu, cái thứ nhất á,
là mình nói được những cái điều tốt đẹp, hướng dẫn cho người ta, hướng nghiệp cho người ta, có những cái nghề nghiệp chân chánh để người ta nuôi sống bản thân của người ta bằng nghề nghiệp chân chánh của họ. Đó cũng trong cái nghĩa là bố thí pháp. Giờ trong cái cuộc đời này, nếu mà mình có những cái kiến thức, rồi mình những cái kinh nghiệm, mình truyền đạt cho những cái cậu thanh niên hay là những người phụ nữ còn sức khỏe, họ là tạo ra của cải vật chất bằng bàn tay lao động chính đáng của họ, thì mình bố thí cái đó đó, giúp cho họ được sự an vui, cái đó cũng là bố thí pháp. Nhưng cái bố thí pháp ở trong cái nghĩa tuyệt đối ở đây đó là mình nghe được cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thực hành ly tham, đoạn trừ phiền não, giải thoát để tịch tịnh của niết bàn, để giải thoát trong tương lai, thì cái đó là bố thí cao thượng, bố thí pháp cao thượng. Như vậy thì cái người mà nói diễn giải chánh pháp của Đức Phật cũng là một cái người hiếm có. Tuy là nói vậy, quý vị thấy rằng á, nói là nói trong kinh, mình nói cái nào cái ý của mình là ý của mình, ý nào là cái trong kinh Đức Phật dạy như vậy thì mình biết là như vậy, chứ mình không có lẫn lộn. Và nhiều khi á, là mình cũng không thể nói rằng mạo nhận là lời đó là lời Phật, cũng nguy hiểm. Còn cái lời nào mình cứ nói là lời của mình diễn đạt theo cách hiểu của mình, diễn đạt theo Phật ngôn, thì chúng ta cứ nói là chúng ta diễn đạt theo Phật ngôn, lời nói của mình diễn đạt theo Phật ngôn, là như vậy. Như vậy thì cái việc mà chúng ta nghe được Phật pháp, chánh pháp, rồi chúng ta hành được chánh pháp, nó cũng đã hiếm rồi. Hành được, hiểu được là một lẽ, và hành được là lẽ. Cho nên cái lời Phật pháp đó, nó cũng chỉ là ngôn từ để chúng ta diễn đạt lại những cái tôn ý mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật ngài nói rằng một người xuất hiện ở cuộc đời này mang lại lợi ích cho phần đông, mang lại lợi ích cho chư thiên và loài người, vị ấy là ai? Vị ấy là bậc Như Lai chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì sự xuất hiện của Đức Phật cũng là một sự hiếm có. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong kinh gọi là một quả địa cầu của chúng ta có 5 vị Phật ra đời đó, mà đã ra đời hết 4 vị Phật rồi, còn một vị Phật Mét-tây-giá, tức là Đức Phật ta tạm gọi là Phật Di Lặc đó, thì sẽ ra đời sau này. Nhưng mà rồi đó, từ đây tới đó đó, nó khoảng thời gian rất là dài. Để chúng ta gặp được, tiếp nhận được cái lời dạy của Đức Phật Di Lặc đó, chúng ta thực hành theo đó, thì cái đó là đòi hỏi chúng ta phải có cái nhân duyên. Nhân duyên đó là được chúng ta gieo trồng trong hiện tại này. Tức là chúng ta phải suy gẫm, học hành, học hỏi và suy gẫm tìm hiểu lời dạy của Phật. Nó tạo thành cái tri kiến, củng cố tri kiến của chính mình, hiểu cho rõ cái lời dạy của Đức Phật. Rồi chúng ta cũng là quan hỷ, tinh tấn trong cái thiện pháp mà chúng ta thực hành khi chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật. Và tất cả những công đức thiện sự gì chúng ta nguyện, nếu còn luân hồi thì chúng ta sẽ hưởng được phước nhân thiên. Còn nếu như là cái phước báo công đức chúng ta tu tập, mong rằng đưa đến cái quả vị giải thoát ở trong tương lai, đó là cái lý tưởng cuối cùng để chúng ta mong muốn. Mà Đức Phật ngài ra đời cũng chỉ là mang lại cái giáo pháp này, mang lại an lạc cho chư thiên và loài người, là như vậy đó. Như vậy đó. Như vậy thì qua 4 cái chi pháp này, chi pháp thứ nhất là Đức Phật ngài nói là hãy là người thừa tự. Đức Phật ngài nói là có 2 sự thừa tự, sự tự tài vật và tự phụ tự pháp đó. Thì cái sự tự pháp đó là thừa tự cao quý nhất, cao quý nhất. Trong 2 cái sự bố thí đó, thì bố thí bằng tài vật và bố thí pháp đó, thì 2 cái bố thí này đều có phước hết. Nhưng mà cái bố thí bằng pháp đó thì là bố thí cao thượng, bố thí cao thượng. Vì vậy cho nên là mới nói rằng thí trong cao thượng, trong tất cả các loại thí thì pháp thí là thí cao thượng. Trong cái hương vị đó thì hương vị giải thoát là hương vị cao thượng nhất. Chỉ có người mà đạt được sự giải thoát là hương vị cao thượng nhất. Chúng ta hiểu ở đây. Như vậy thì qua cái bài kinh hôm nay, cái đoạn kinh hôm nay chúng ta học đó, là hôm nay chúng ta học cái qua pháp 4 chi. Do vậy chúng tôi giảng 4 chi ở trong cái pháp này, ở trong cái bài học này. Tóm lại đó là Đức Phật nói có 2 sự thừa tự.
Thừa tự thứ nhất là thừa tự bằng tài vật, thừa tự thứ hai là thừa tự pháp. Thì cái thừa tự pháp là cao quý hơn là thừa tự vật. Trong hai sự cúng dường, hai sự bố thí, thì cái sự bố thí tài vật và bố thí pháp, thì bố thí tài vật không bằng so với là cái bố thí pháp. Bố thí pháp là bố thí cao thượng nhất. Chúng ta lưu ý như vậy. Thì học cái bài kinh hôm nay để chúng ta hiểu rồi suy gẫm là thực hành. Chúng ta không nói là cái này là nhất, cái kia là nhất, nhưng mà rõ ràng là nếu một người mà hiểu được pháp của Đức Phật, hành được pháp Đức Phật, là cái người đó là đúng là người thừa tự. Người ấy được gọi là con của Như Lai. Còn trong hai cái sự bố thí tài vật cũng có phước, bố thí pháp cũng là phước, nhưng chúng ta hãy là bố thí pháp, thì bố thí pháp mới giúp cho người ta được giải thoát chứ. Còn nếu mà còn luân hồi hoài thì còn khổ. Giàu sang như ông vua cũng khổ, và nghèo khổ túng như những kẻ thứ dân cùng trên xã hội này đó, thì cũng khổ thôi, bởi còn luân hồi là còn khổ. Cho nên là chỉ có sự giải thoát mới là khổ, không còn khổ nữa. Đó mới là sự bố thí pháp. Mà bố thí pháp mới mang lại cái sự mà chúng ta thực hành rồi có thể hướng người ta, dắt dẫn người khác đi đến cái sự giải thoát ở trong tương lai là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử tu nữ chúng ta, để chúng ta có được cái sự thuận duyên ở trong đời sống của mình, mình lo thực hành pháp để cầu mong cầu cái sự giải thoát. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Dạ, sa thú lần hai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng Bích Đính Sư. Vato sapa mangalang rakanto sapa de vato sapa buddha ne pha we na sada sate vawan tu te vato sapa mangalang rakanto sapa de vato sapa dhamma ne pha we na sada sate vawan tu te vato sapa mangalang rakanto sapa de vato sapa sangha ne pha we na sada sate vawan tu te. Tất cả phân văn con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ka san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi chan da sam pa wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma wa sang ba ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bu ke la
sang khô hô tu sa mắc vô quá áp tha gia cha hi ta gia cha âm hê ra khan tu sắc thầm mô sắp về pi thầm ma cha ri nô quốc thêm sầm pa phu này ya ma thầm ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.